Thì ý mến chào quý khán thính giả của kênh HTD News. Rất vui lại được gặp quý vị trong bản tin của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề. Quý vị thân mến, vào đầu tuần này, khoảng 20 nhà lãnh đạo châu Âu đã tập trung tại Paris để gửi thông điệp tới tổng thống Nga về quyết tâm của châu Âu ủng hộ Ukraine và thông điệp đã được gửi đi. Tổng thống Pháp Macron cho biết các nước EU có thể sớm gửi quân tới Ukraine để hỗ trợ họ trong cuộc đối đầu với Moscow. Theo ông, vẫn chưa có sự đồng thuận chính thức về vấn đề này nhưng không thể loại trừ điều gì trong tương lai. Họ nói, khả năng như vậy được đề cập trong số các phương án hỗ trợ đất nước Ukraine. Bằng cách này, ông Macron đã trực tiếp chỉ cho Nga là EU đã sẵn sàng cho mọi diễn biến của các sự kiện. Putin sẽ không giành được bất kỳ chiến thắng nào ở Ukraine. Và nếu có bất cứ điều gì xảy ra, phương án bị bắt bỏ hoàn toàn trước đó sẽ được sử dụng. Tất cả điều này không đến từ một cuộc sống tốt đẹp. Châu Âu cho rằng Hoa Kỳ đang lùi bước trong việc giúp đỡ Ukraine do sự chậm trễ trong việc bỏ phiếu đối với gói trị giá hàng chục tỷ đô la và về cơ bản là do bất ổn chính trị trong nước. Mặt khác, quân Ukraine đang gặp khó khăn. Nga đã gia tăng đáng kể áp lực ở mặt trận. Vì vậy, Đức đang tăng cường hỗ trợ, còn Pháp thì có những tuyên bố táo bạo hơn để bảo vệ Ukraine. Về những gì đằng sau những tuyên bố về việc triển khai quân đội phương Tây ở Ukraine, chúng ta tham khảo trong tài liệu chưa đây. Đừng bao giờ nói là nói không bao giờ phát biểu sau cuộc họp với các nhà lãnh đạo châu âu ở paris ông macron nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán đã không dẫn đến bất kỳ sự đồng thuận nào về việc triển khai quân đội vào lãnh thổ nhưng ông lưu ý rằng bất cứ điều gì đều có thể xảy ra nếu nó hữu ích để đạt được mục tiêu của chúng tôi điều mà ông nói là ngăn cản nga giành được chiến thắng trong cuộc chiến này nhận tuyên bố của ông đánh dấu sự khác biệt rõ rệt so với sự thận trọng thông thường của các nhà lãnh đạo phương tây họ đã nhiều lần nói rằng họ muốn tránh leo thang chiến tranh và trước đó đã loại trừ việc gửi bất kỳ bộ binh nào tới Ukraine. Sự thay đổi trong giọng điệu là dấu hiệu cho thấy EU vẫn nhận thức được mối nguy hiểm từ Nga. Những lời về khả năng thực sự về sự xuất hiện của quân đội liên minh ở Ukraine được nói bởi những người cách đây 2 năm đã loại trừ việc gửi xe tăng, máy bay và tên lửa tầm xa tới Ukraine và nói không bao giờ về sự xuất hiện của binh lính NATO trên đất Ukraine trong khi đang có một cuộc chiến tranh lớn ở đó. Tổng thống Pháp cũng thừa nhận rằng EU thường chậm trễ từ 6 đến 12 tháng trong việc cung cấp hỗ trợ. Vì vậy, lần này họ quyết định đi trước đón đầu. Ông Macron lưu ý rằng bất kỳ quốc gia EU nào cũng có thể độc lập gửi quân tới rèn vì mỗi quốc gia đều có chủ quyền cũng như lực lượng vũ trang của nước đó. Có nghĩa là cả Hungary và Slovakia đều không thể chọc gậy bánh xe theo hướng này. Ông Macron không trực tiếp nói rõ nước nào ủng hộ hay bác bỏ lựa chọn như vậy, hay liệu chính pháp có đang xem xét gửi quân đến Ukraine hay không. Nói rằng ông sẽ không xô tan sự bất ổn bằng cách nêu tên. Xuất phát sai hoặc không đồng ý. Thời điểm đưa ra sáng kiến của pháp rất đáng chú ý ở hai khía cạnh. Pháp đã bị chỉ trích trong nhiều tuần vì không cung cấp đủ viện trợ cho Ukraine, bất chấp những tuyên bố đoàn kết và về mặt định lượng nước này thua xa Đức. Với tuyên bố như vậy, trên hết, tổng thống Macron muốn chứng tỏ rằng ông sẵn sàng lãnh đạo mặt trận trong cuộc chiến chống lại liên bang nga vốn đang xa suốt do có các vấn đề nội bộ của Hoa Kỳ. Mặt khác, ngay cả các tổ chức nghiên cứu quốc phòng của EU cũng bày tỏ lo ngại về việc Ukraine có thể chịu đựng được các cuộc tấn công của nga trong bao lâu nếu không có sự hỗ trợ thích hợp một người châu Âu có ảnh hưởng khác, Thủ tướng Đức Schoen vẫn giữ im lặng đáng kể và rời hội nghị Paris mà không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Cùng ngay tại Berlin, ông một lần nữa từ chối cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine. Và ngay ngày hôm sau, sau tuyên bố của mặt trồng, ông đã thực sự khiến các nước châu Âu và NATO không thể gửi quân đến Ukraine. Olaf Scholz cho biết, trong cuộc thảo luận, chúng tôi đã thảo luận về những điều liên quan đến tương lai cụ thể là sẽ không có lực lượng mặt đất trên đất Ukraine, không có binh sĩ nào được các nước châu Âu hoặc các nước NATO gửi đến đó. Trên thực tế, Đức đã tham gia cùng với Cộng hòa Séc, Ba Lan, Thụy Điển và Phần Lan. Những quốc gia này cũng tuyên bố rằng phương án gửi quân không được chính phủ của họ xem xét. Mặt khác, chẳng hạn, Anh tuyên bố rằng họ không có kế hoạch triển khai quân quy mô lớn ở Ukraine. Tức là ông ấy đang xem xét điều gì đó theo hướng này sau những tuyên bố như vậy khó có thể nói về một cách tiếp cận mang tính quyết định của toàn châu âu đối với vấn đề này đồng thời tổng thống pháp cũng khó có thể bất ngờ đưa ra tuyên bố của mình một số lựa chọn đã được xem xét ngoài ra scon cũng chỉ ra việc thiếu kế hoạch dành riêng cho lực lượng mặt đất xét rằng ukraine sẽ sớm nhận được máy bay nước này sẽ cần sự giúp đỡ của quân đội phương tây không chỉ trên bộ Châu Âu đang gia tăng nhiệt độ đối đầu. Nhà ngoại giao Ukraine và cựu bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Vadim Pristakov bày tỏ quan điểm này trong một bài bình luận độc quyền cho Oppos.ua rằng tôi chắc chắn vấn đề triển khai lực lượng của một số nước liên minh trên lãnh thổ của Ukraine đã được thảo luận trước đó. Nó chưa bao giờ lan sang cấp chính thức, như lần này, khi một nhân vật như Thủ tướng Slovakia Fico phát biểu về cuộc thảo luận này. Rõ ràng, NATO phải hiểu cách họ có thể ngăn chặn người Nga ở biên giới phía đông của họ. Một trong những lựa chọn trong trường hợp này là cái gọi là forward presence, tức là ở tuyến đầu. Đây là những gì đang được thực hiện ở các nước vùng Baltic, Romania và Bulgaria. Ông nói tiếp, cách đây một thời gian, tôi đã nói rằng trong trường hợp các sự kiện diễn ra thảm khốc ở mặt trận, các quốc gia, trước hết là Anh, sẽ đứng về phía chúng ta. Lúc đó, vì lý do nào đó, điều này đã gây ra phản ứng hung hăng kỳ lạ như vậy. Nhưng đây là cách bình thường khi chúng ta không đủ sức, đối tác bị hạn chế về nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược. Vì vậy, hiển nhiên chúng ta cần phải nghĩ đến lực lượng vũ trang trên thực địa. Tất nhiên, người châu Âu đã bị thu hút bởi những tuyên bố trong quá khứ của họ khi họ nói rằng binh lính của họ sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine. Bây giờ chúng ta cần thoát khỏi tình trạng này nhưng chúng ta cần hiểu điều này nhạy cảm như thế nào đối với các chế độ dân chủ trước hết điều họ nói là chúng ta hãy làm mọi thứ vì ukraine để binh lính của chúng ta nói một cách tương đối không xuất hiện ở thảo nguyên ukraine nhưng chiến tranh cho thấy không thể thoát khỏi điều này nên chúng ta cần phải chuẩn bị cho điều đó cơ quan chức ukraine nói tôi nghĩ rằng ở giai đoạn này thật không may cho chúng ta phát biểu của mặt vẫn là một cách chơi chữ, nhưng Putin cũng vậy khi nói rằng ông chưa đạt được mọi mục tiêu ở Ukraine cũng đang chơi chữ để làm trầm trọng thêm tình hình tình huống. Và Dembresenko nhấn mạnh, ngược lại người châu Âu nói rằng chúng ta có thứ gì đó để nâng cao mức độ đối đầu. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa hoặc gửi quân đội. Về các lựa chọn sử dụng quân đội phương Tây, theo nhà ngoại giao, có một số lựa chọn trong số đó. Đây có thể là bố trí của họ ở phía Tây Ukraine, đâu đó trong khu vực Transnistria. Như vậy, lực lượng vũ trang của các nước đối tác sẽ giúp Ukraine nói một cách tương đối chuyển nguồn lực của mình sang sườn phía đông nhiều hơn. Ông Vadim Briseko tiếp tục, chúng ta cũng có thể tưởng tượng vị trí của các lực lượng vũ trang của Liên minh sẽ giúp Ukraine bảo đảm an ninh biên giới với Belarus. Đây cũng là một lựa chọn khả thi. Điều này sẽ thực sự giải phóng quân đội của chúng ta, cho phép họ nghỉ ngơi và huấn luyện. Trên thực tế, sự tham gia có thể và nhiều hơn nữa. Ví dụ, đó có thể là phi công, nhân viên đặc biệt để bảo trì máy bay. Bất cứ điều gì, chúng tôi cần bất kỳ sự tham gia nào. Trên thực tế, mặt trận đã được ổn định và cần có một số lực lượng gây bất ổn mới đó là trường hợp của chúng ta về tên lửa tầm xa, thứ mà chúng ta vẫn chưa sử dụng hết tiềm năng của chúng. Thời điểm bất ổn thứ hai là sự gia tăng đáng kể các nguồn lực huy động, điều mà người Nga hứa hẹn trong tương lai gần. Đối lại, phương Tây đang thực hiện bước đi riêng của mình, nói về việc triển khai một phần lực lượng vũ trang của mình sang Ukraine. Điều này rõ ràng làm tăng khả năng của chúng ta. Và đêm lưu ý, thật không may, không phải mọi thứ chỉ phụ thuộc vào chúng ta, nhưng trong mọi trường hợp, việc tăng cường quốc tế hóa vấn đề là điều tốt cho chúng tôi. Người châu Âu nói thẳng với báo tin rằng ông không có cơ hội ở Ukraine. Khi bắt đầu cuộc tấn công, quân Đức đã đưa cho chúng tôi một bảo hiểm và bộ sơ cứu. Và hôm nay chúng ta đang nói về tên lửa tầm xa. Mặc dù Scholz tiếp tục giữ quan điểm không mang tính chất xây dựng, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không có lựa chọn nào khác khi liên minh cung cấp tên lửa tầm xa bắt đầu hoạt động, điều mà Macron đã đề cập. Đức sẽ không muốn đứng bên lề xu hướng chủ đạo, hiện đang nằm trong số các đối tác phương Tây. Đây là ý kiến được cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Vladimir Orisko bày tỏ trong một bài bình luận độc quyền cho Oppo.ua. Về việc triển khai quân đội phương Tây ở Ukraine, đây là logic hành động đúng đắn của phương Tây. Câu hỏi đặt ra là khi nào, như thế nào và ai? Ở đây tất nhiên, âm mưu nhiều hơn. Bước đi này là phản ứng rất đúng đắn trước những gì Putin đang làm trong suốt thời gian qua, liên tục đe dọa phương Tây bằng các cuộc tấn công hạt nhân. Và đây là một câu trả lời bất đối xứng, nhưng rất đau đớn đối với Điện Kremlin. Được thôi, ở đó bạn sẽ đe dọa chúng tôi bằng các mối đe dọa hạt nhân. Và lúc này, chúng tôi sẽ triển khai quân đội của mình trên lãnh thổ Ukraine. Và hãy thử giết ít nhất cho là một người Pháp, người Tây Ban Nha hoặc một người lính Bỉ xem nào đây có thể ít nhất là một lý do chính thức để hành động tích cực hơn nhiều có nghĩa là một số mối đe dọa được theo sau bởi các mối đe dọa khác và tôi nghĩ rằng đây thậm chí không phải là một sự căng thẳng mà là ngôn ngữ trực tiếp nhắm vào điện kremlin họ nói bạn không mong đợi một kết quả tích cực cho chính mình bất chấp những vấn đề và khó khăn hiện tại của chúng tôi ông vladimir oriko lưu ý bây giờ nó là một trò chơi căng thẳng một lý thuyết nhất định không có thực hành nhưng bản thân ý tưởng hiện đang được đưa ra là đúng và cần được hỗ trợ bằng mọi cách có thể. Có nhiều hình thức hiện diện khác nhau của lực lượng vũ trang nước ngoài trên lãnh thổ của Ukraine và chúng cần được sử dụng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ HTD News – rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp